Cho nên trong hàng nữ Phật tử mà có niềm tin bất động đối với Tam Bảo, Đức Phật khen bà này tính là bà nữ cư sĩ ưu và duy trụ tính, có niềm tin không có lung lay vào đối với Tam Bảo. Niềm tin không lung lay là gì? Là dù có chết cũng không bỏ đạo, dù thịt nát xương tan vẫn không bỏ đạo. Thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ một cái điều. Vừa rồi chính phủ Việt Nam có làm một cái tổng điều tra dân số. Thì trên tổng điều tra dân số đó có thống kê người theo hay không theo tôn giáo. Thì trong đó họ công bố những người mà theo đạo Phật ấy, theo đạo Phật ấy, là bây giờ cái con số nó chỉ có 4,8 triệu người mà thôi. Tức là 10 năm về trước thì nó hơn khoảng 2 triệu người, tức là khoảng độ là 5, mấy triệu người. 10 năm sau khi tổng điều tra dân số tăng, nhưng mà người theo Phật giáo chính thức mà kê khai đó thì lại ít. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, hơn 2.000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam, mà một con số đưa ra thì tín đồ theo đạo Phật lại thấp hơn tín đồ theo Thiên Chúa giáo. Đấy, quý vị suy nghĩ rồi. Dĩ nhiên con số này nó không chính xác, nhưng mà đây là kênh chính thống của chính phủ nhà nước thống kê đưa ra. Thì chúng ta phải thấy rằng là gì? Con số đó mặc dù nó không chính xác, nhưng về phương diện báo chí, truyền thông, ngoại giao thì con số đó nó phản ánh một sự thật là những người có niềm tin vào Phật giáo, những người đã quy y Tam Bảo, nhưng cái niềm tin của họ không có vững chãi. Vì sao vậy? Bởi vì khi kê khai lý lịch đến cái mục tôn giáo toàn đi không thôi. Đây là trong số chúng ta ngồi đây cũng có người đã từng kê khai như vậy, có phải không ạ? Mặc dù mình quy Tam Bảo, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà đến cái mục tôn giáo mình toàn đi không thôi. Đó là mình phản bội lại lý tưởng của mình. Đó, quý vị suy nghĩ xem. Cho nên cái con số của đạo Thiên Chúa người ta là 5,8 triệu người theo Thiên Chúa, đó là con số chính xác. Con số chính xác. Còn ở Việt Nam là con số theo Phật giáo thì hơn như vậy, hơn như vậy rất nhiều. Có thể nói là 50% trên tổng 91 triệu người Việt Nam có niềm tin hoặc là cảm tình với đạo Phật, nhưng họ không dám ghi, họ không dám thể hiện được cái niềm tin tôn giáo của mình. Đó là nói lên cái tinh thần là gì? Là lung lay của những người theo đạo Phật. Chứ ta tin Phật để rằm mùng một đi chùa đấy, hàng tháng đến chùa đấy, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta nó không vững chãi. Chúng ta đọc kinh, chúng ta thề là gì? Là con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nhưng mà đến cái mục tôn giáo không biết vì lý do gì ghi không. Cho nên ở đây chúng ta mới nhìn lại. Chúng tôi có biết một trường hợp, mà trường hợp này rất tiếc, cũng từ cái chỗ mà ghi tôn giáo không này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu đó. Tức là cháu này là một thanh niên tốt nghiệp hạng ưu của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, và được tập đoàn bán lẻ lớn nhất ở Mỹ, đó là tập đoàn Alibaba, mời vào làm và có cái chế độ đãi ngộ rất là cao. Nhưng mà cháu này đã từ chối không làm. Cháu này là người Mỹ gốc Việt. Thế cháu xin vào làm cho cái hãng Boeing, máy bay Boeing. Trong cái phần lý lịch thì đến một tôn giáo, cháu quen cái kiểu như ở Việt Nam cứ khai là tôn giáo không, mặc dù là bố mẹ là gia đình Phật tử, người miền Trung gia đình Phật tử.
con sang bên này cũng đi chùa, cũng quy y, nhưng mà bản chất nó không biết, nó cũng ít đi chùa. Thế nên ghi vào đấy một tôn giáo, đem hồ sơ đến xin việc vào đấy, người ta trả ngay vòng đầu tiên, trả về ngay vòng đầu tiên, mặc dù là trình độ cháu rất giỏi, năng lực cháu có. Thế thì khi cầm cái giấy gọi là gì, không trúng cử, không trúng tuyển, về lý do không biết vì sao, không biết vì sao mình lại không có đậu, mặc dù là mình hoàn tất tất cả, lý lịch rất là đẹp, nhưng mà không đạt yêu cầu. Sau này cuối cùng rồi mới truy ra được, biết rằng là chính không có tôn giáo nào cả. Mà người phương Tây, người Mỹ, người ta rất sợ một người nhân viên mà giao cái việc quan trọng của người đó không có niềm tin tôn giáo. Vì không có niềm tin tôn giáo tức là họ không có đạo, mà không có đạo tức là không có đức, mà không có đức rồi thì không việc gì mà nó không dám làm. Cái suy luận của người phương Tây là như vậy. Cho nên quý vị thấy các vị tổng thống, các vị nguyên thủ quốc gia của các nước khi mà tuyên thệ đó, ngoài cái quyển hiến pháp, người ta còn đặt tay lên đó, lên trên cái quyển thánh kinh. Thánh kinh, bởi vì hiến pháp còn có thể sửa đổi được, nhưng mà thánh kinh là gì? Là chân ngôn tuyệt đối, không thể sửa đổi được. Đấy, đây là cái điều mà chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ, hiện tại đang làm cha làm mẹ và tương lai sẽ làm cha làm mẹ, phải suy nghĩ đến tiền đồ của con cháu chúng ta. Cho nên chúng ta có niềm tin tôn giáo, ta theo Phật giáo, ta cứ ghi vào ta là người Phật tử. Không ai dám cấm chúng ta điều đó. Nếu họ cấm chúng ta, họ làm sai hiến pháp và pháp luật. Đấy, cho nên vừa rồi nói đến cái chỗ mà niềm tin bất động đối với Tam Bảo. Quý vị biết rằng là riêng chùa của sư phụ thầy đó, là chùa Hoàng Pháp đó, ở Hóc Môn, thành phố Sài Gòn đó, năm 2019 này, ba đợt quy y Tam Bảo, mỗi một đợt như vậy không dưới 3.000 người, không dưới 3.000 người quy y Tam Bảo, mà ba đợt như vậy thầy cho là 9.000 người quy y Tam Bảo. Mà một năm ba lần như vậy thì quý vị cứ tính 10 năm nó sẽ lên con số bao nhiêu. Mà trong khi đó thống kê thì chỉ có 4 mấy triệu người theo Phật giáo. Cho nên đây là một điều mà những người Phật tử của chúng ta năm mới mình phải làm mới lại cái niềm tin của mình, và mình phải củng cố lại đức tin của mình, và mình phải rõ ràng trong cái niềm tin tuyệt đối của mình. Niềm tin tuyệt đối nó giúp cho chúng ta tạo ra năng lượng công đức, và từ chỗ có năng lượng công đức đó, tội tiêu phúc sẽ sinh. Có phúc thì gì? Ông bà ta nói có đức mặc sức mà ăn, phúc đức mà đầy đủ không lo. Giống như xe mà chạy trên đường, xăng có nhớt có, phải không ạ? Không lo xe không chạy được. Do đó mà ở đây nói đến cái trụ tín đối với Tam Bảo, cũng như trong kinh Dược Sư dạy là gì? Là anh phải sao? 7 ngày 7 đêm thọ bát quan trai giới thanh tịnh, họ thanh tịnh, rồi lập 7 pho tượng Đức Phật Dược Sư, 7 pho tượng Đức Phật Dược Sư là thể hiện cho từ Phật quá khứ đến Đức Phật hiện tại. Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Ô Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích. Bảy vị Phật đó, mình học theo hạnh của 7 vị Phật đó. Để chi? Để trang bị cho mình một cái đời sống nội tâm vững chãi. Quý vị thấy cả tuổi thanh xuân của mình cống hiến về sự nghiệp, nhưng mà đến già mình đâu có hưởng được mấy đâu. Có những vị lớn tuổi bây giờ, ngày xưa tuổi trẻ ăn một ngày 4 chén cơm, nhưng mà bây giờ tuổi già rồi một ngày 2 chén ăn không nổi. Tuổi trẻ thì còn quần nọ áo kia, nhưng đến già rồi cái gì mặc cũng được. Như vậy rốt cuộc chúng ta tạo ra vật chất, nhưng không phải để chúng ta hưởng cái gì.
không phải để chúng ta hưởng đi về nhà. Như vậy chúng ta tạo ra vật chất để làm cái gì? Để làm cái gì? Năm mới quý vị đi suy nghĩ. Tạo ra vật chất là để cho đi, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì người ta có câu cho là còn có mất đâu, gieo nhân gặt quả cũng thâu về về mình. Cho và nhận cũng thuộc về. Còn mình làm đó của cái vật chất mà mình cứ khư khư mình giữ nó, không ai cho. Cho nên trong kinh Dược Sư này có nói, có những kẻ tiền của rất nhiều nhưng tham lam keo kiệt hưởng xỉn, vợ xin cũng không cho, con xin cũng không cho, bản thân cũng không dám tiêu, huống chỉ nói đến bố thí cho những người nghèo cùng khổ sở. Đấy, bản thân không dám tiêu, người thân không dám cho, thì đừng nói chỉ đến bố thí cho những người nghèo cùng khổ sở. Thì những kẻ đó, Đức Phật nói trong kinh Dược Sư, sẽ đọa vào trong địa ngục chịu nhiều đau khổ. Mà không cần phải đọa vào địa ngục cái chuyện gì đâu, khổ ngay còn sống họ đã khổ rồi. Thứ nhất là gì? Khổ là vì suốt ngày lao tâm khổ tứ đi giữ của, sợ vợ lấy, sợ con lấy, sợ người thân mình lấy, cho nên ôm cư cư để giữ là đã mệt rồi, đã khổ rồi, cái khổ đầu tiên rồi. Đó mà cái thứ hai là gì? Sau khi mà ốm nha, bệnh nằm đó để chờ chết, cái đó nó còn khổ hơn. Cái đó nó còn khổ hơn. Và sau khi chết đi rồi á, chưa biết đi vào cảnh giới nào. Mà thông thường như kinh nhân quả có nói, người giữ cửa chết đi sẽ làm con chó giữ nhà. Đây là một câu chuyện diễn ra ở trong kinh Lương Hoàng Sám. Đó là Chí Công Hòa Thượng là thầy của vua Lương Võ Đế. Một lần ông đi ngang qua một căn nhà, ông nhìn thấy trong căn nhà đó có một con chó nó nằm ở dưới gầm giường. Và nó nằm ở dưới đó mãi không thôi. Cái khi mà ngài đi ngang, ngài chống cái gậy tích trưởng đứng trước nhà, ngài nhìn vào ấy, thì con chó nó sủa thật là to. Người con trai mới chạy ra nói là Hòa Thượng đi chỗ khác đi, chứ ở đây con chó này nó lạ lắm, ai đến nó cũng sủa, mà suốt ngày nó chỉ nằm ở dưới cái gầm giường đó thôi, không chạy đi đâu hết, ai đến nó cũng sủa, kể cả con cháu trong nhà thì như nó cũng sủa. Điều động chương trình đừng nói. Hòa Thượng mới nói con chó đó là bố của ông á, con chó là nhanh lên đi. Bây giờ ông không tin không, ông không tin đó, ông cứ là gì đào ở dưới cái gầm giường đó lên. Khi ông lấy được cái số tiền vàng ở dưới đó lên thì lập tức con chó nó chết. Người con trai làm đúng lời như vậy, khi đào lên thì thấy dưới đó một số tiền vàng ông cụ lúc sống ông chôn ở dưới đó. Ông sợ vợ, ông lấy sợ con, ông lấy ông chôn dưới đó. Đến lúc ông chết ông làm con chó đào lên xong rồi là gì? Là con chó nó chết. Do vậy chúng ta thấy rằng là có một điều ở đây, năm mới chúng ta phải lập mới. Thứ nhất là gì? Cái đức tin của mình. Cái thứ hai là gì? Chúng ta đọc kinh là phải hiểu kinh, phải thực hành đúng như lời Phật dạy. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có hỏi ngài A Nan, chúng ta nói như vậy ông có tin không? Ngài A Nan là đệ tử của Đức Phật, mới nói cho bạch Đức Thế Tôn, dù mặt trời có nóng lên, mặt trăng có nóng lên, mặt trời có lạnh đi, dù núi Tu Di này nó có nghiêng đổ đi chăng nữa, lời Đức Thế Tôn nói còn tuyệt đối không bao giờ có sự nghi ngờ. Vì sao vậy? Vì Đức Thế Tôn miệng lành, thân lành, ý lành, thân khẩu ý Đức Thế Tôn lành, cho nên lời của Đức Thế Tôn nói không có gì có thể nghi ngờ. Do vậy chúng ta đến đầu xuân năm mới, quý vị đến chùa cầu nguyện, nhưng mà cố gắng làm điều lành, làm điều thiện, tạo ra của cải vật chất, mình cố gắng trong khả năng có thể là cúng dường tam bảo, cho đi những người nghèo khổ, để mình lấy được cái phúc báo, tạo được cái nhân duyên tốt đẹp cho mình đời này và đời sau. Đấy là tinh thần của Đức Phật. Còn hôm nay
cũng là ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Đây chính là ngày mà Đức Phật hành đạo. Thưa quý vị, Đức Phật hành đạo. Ngày này á, nếu mà nói với Phật tử của Phật giáo thì là gì? Là cái ngày thiêng liêng nhất trong đạo Phật, còn hơn cả ngày Phật đản. Bởi vì nếu không có cái ngày mùng 8 tháng chạp này, vào lúc 2 giờ sáng của ngày mùng 8 tháng chạp này mà Đức Phật không có thành đạo thì không có đạo Phật ở trên thế gian này. Sáng ngày mùng 8 lúc 2 giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề tại rừng U Lâu Tần Loa của thị trấn Gaya, bây giờ thuộc tiểu bang Bihar của đất nước rồi. Nhờ có cái sự kiện đó mà Phật pháp mới lan tỏa khắp năm châu bốn biển, để ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng được cái gia tài của Đức Phật, đó là gia tài Phật pháp. Chúng ta biết tu nhân tích đức làm thiện, và sự hiện diện của quý vị tại ngôi chùa này sẽ nói lên tinh thần của quý vị uống nước nhớ nguồn, giữ gìn truyền thống của dân tộc, đặc biệt là quý vị phụ nữ ở đây có những tấm áo dài. Có thể ở Việt Nam nó thường, nhưng mà đi ra nước ngoài nó đẹp lắm, nó thiêng liêng lắm. Nó không phải là làm đẹp cho người phụ nữ nữa, mà nó trở thành quốc bảo, nó trở thành thiêng liêng đối với những người Việt Nam xa quê hương. Và nó trở thành cái điểm đặc sắc để cho những người bản địa nhìn vào, người ta biết đó là nét đẹp của dân tộc. Thế thì chúng tôi trong thời gian hạn hẹp không đủ để chia sẻ được hết cái ý nghĩa Đức Phật hành đạo cho quý vị biết. Tuy nhiên cũng nói sơ qua để thứ nhất là mong quý vị nhìn nhận lại cái đức tin của mình, và phải củng cố và làm mới cái đức tin của mình. Mình tự hào mình là người đệ tử Đức Phật thì không có việc gì mình ngại, mình không dám nói mình là đệ tử của Đức Phật. Và cái thứ hai là chúng ta hãy chia sẻ trong điều kiện có thể đến với tất cả mọi người bằng chính khả năng của mình. Và kính chúc quý vị sức khỏe, an lành, có nhiều thành tựu trên con đường tâm linh và trong cuộc sống của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng Phật tử chúng con xin thành tâm thành lễ tri ân thượng tọa Thích Tâm Hòa đã ban bố cho toàn thể đại chúng thời phát giảm nhiều đại lạc nhân dịp đầu xuân năm mới. Chúng con xin lấy đó làm hành trang chân bước được tu học Phật. Ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Tâm Hòa sẽ trở về hậu lưu chuẩn bị nghi thức cung rước chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện. Ban tổ chức xin mời ban nghi lễ chùa Đại Ân sẽ cung thỉnh thượng tọa hồi sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.